Trong bài giảng, trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách mở port Yahoo để chat, và thứ hai mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chặn một cái tên miền và chuyển tiếp cái tên miền cấm sang một cái tên miền khác. Và thứ ba là mình sẽ hướng dẫn các bạn cách lên lịch để cấp quyền truy cập hoặc không được truy cập vào Yahoo hoặc là vào web, và nói chung và các cái ứng dụng nói riêng. Để mua, các bạn thấy thì mình đăng nhập vào Yahoo. Bản thân của Aisa khi mặc định nó là sẽ chặn các cổng và mình không thể nào đăng nhập được. Chỉ khi mình mở cái port thì các ứng dụng mới kết nối được. Để mở port Yahoo, các bạn làm như sau: các bạn chọn vào Firewall Policy, chọn New, chọn Access Rule, và đây các bạn đặt là mở port Yahoo. Bạn chọn Allow Like. Trong cái mục List Rule Applies To, các bạn chọn Add này. Và trong cái mục Protocol thì bạn chọn New Protocol này, chọn Yahoo Port. Bạn chọn trong Primary Collection Information, các bạn chọn New, chọn TC, gói tin TCP Outbound cộng port Yahoo từ 5000 cho tới 5050, 5050. Ok, các bạn chọn Next, các bạn chọn Now, chọn Next, chọn Finish, và nó sẽ làm ở trong cái phần User Defined. Bạn chọn port Yahoo port này, Add này, Close này, sau đó nó chọn Next này, và This rule apply to traffic from this hotspot. Còn add ở đây là chọn chọn áp dụng cho cái mạng nội bộ internal này, add này, close này, chọn next, và this rule apply to traffic sent to this destination. Bạn chọn áp dụng cho ngoài internet external này, add và close. Sau đó bạn chọn next, các bạn áp dụng luật này cho toàn bộ user và chọn next, và sau đó chọn finish. Finish internal external user, sau đó bạn nhấn apply. Ok. Rồi, thử lại nhé. Đăng nhập này. Chưa được. Rồi, ok. Thành công. Tiếp theo mình sẽ dẫn các bạn chặn trang Lầu Xanh. Cũng nghe có vẻ hài phết nhỉ. Lầu Xanh là đề tài muôn thuở à? Lầu Xanh.us đây. Các bạn đầu tiên thì nó sẽ vào được không? Ui. Chuyển sang cái ISA cho mình thiết lập một cái chính sách mới, new new Asset Rule, quan trọng đến cấm Lầu Xanh.us này, next này, các bạn chọn Danny, next, và các chọn đây, và chọn là all about outbound traffic, chọn next, và this rule apply to traffic from this source, chọn add, các bạn chọn network này, chọn internal áp dụng cho nó này, close này, chọn lake này,
trong cái mục Asset Rule Distillation, this rule apply to traffic density station, but add ethanol vào này, as the close less. Mục User Set bạn chọn less và sau đó bạn chọn finish, bạn apply. Ok, đầu xanh chữ mũ S đây, protocol là from to ethanol. Ok này, xem đây nha, xem đây này, ping lầu xanh chấm us hiện tại vẫn bình được vài giây nữa à. Tiếp tục mình truy nhập vào. Ping không còn nữa. Vẫn còn. Đấy. The page cannot display. Bị chặn rồi. Bây giờ mình sẽ thay thế cái đường trắng này bằng một cái trang web của mình tự tạo. Các bạn chọn ra này, vẫn click đúp vào cái file chính sách cấm đầu xanh chấm web này và các bạn chọn action này, và trong cái mục delay này bạn chọn tiếp cái dòng redirect http request to display web page này. Các bạn, trước khi nói về vấn đề này thì các bạn phải cài trên Windows một cái máy chủ web. Ở đây mình cài Apache, các bạn nào cài rồi thì biết, các bạn nào chưa cài thì lên Google search là có thôi. Mình đây là mình sẽ đánh http 2.2 chéo 10.0.0.1. đây là cái địa chỉ IP của cái máy Windows Server này, máy ra chỉ trỏ về trung chính nó. Các bạn chọn apply này, ok này. Bản thân khi nó gõ cái này ra thì là 10.0.0.1, sẽ ra 10.0.0.1, sẽ ra cái này. Đó, ok rồi. Bây giờ sang máy bị điều khiển, tức là máy XP, máy của một máy client, bạn nhấn enter này, chưa áp dụng, chưa apply biết ngay mà. Ok, nhưng cái này không chặn pin sao ấy. À chặn rồi, không pin được. Ok, bạn truy cập nào xanh trong web. Khu vực cấm, muốn xem thì vui xin vui lòng liên hệ quản trị của anh Tuấn, không được liên lạc trong giày chính, nghe chưa. Bản thân gần cái file này mình đặt ở trong cái phần cái file mình tự tạo, mình đặt trong app serve ở trong cái phần ekep này, phần index như này, open with nó ra sẽ đó, khi mà cài thì nó sẵn, nó có luôn. Bây giờ mình tiếp theo thì mình sẽ giúp các bạn được cách chặn cách tạo một cái khoảng thời gian để cho phép truy cập lầu xanh, tức là cho tránh, nói thế nào nhỉ, để tránh nhân viên truy cập trong giờ làm việc, thì ban quản trị giám đốc có họp và nhất trí là cho mọi người giải trí tận lúc 11 12 giờ trưa nhỉ. Không, và các bạn chọn vào Scalder này, các bạn chọn New này hoặc là cho xem sách này,
mô tả không có gì là cái khoảng này là khoảng thời gian mô tả cái thời gian được phép. Bây giờ mình sẽ cho nó tất cả về trường tự phái không được phép. Và mình kích hoạt từ lúc 11 đến 12 giờ trưa. 11 đến 12 giờ trưa này. Ấn vào active này. Và ok này. Rồi đấy. Bây giờ các bạn vào cái chính sách mà muốn lên lịch, các bạn chọn vào scheduler này, các bạn chọn vào cho xem sách này, bạn chọn apply này, ok này, bạn apply này, ok, như vậy thôi, rất là giản đúng không?